Và bây giờ thì không để các bạn chờ lâu nữa, tôi sẽ cho các bạn xem một mẫu xe có thể gọi là rất là hot của Toyota. Đó là mẫu đây, mẫu xe đây, Land Cruiser Prado, hay là còn gọi là The Prado ở The Land Cruiser ở một số thị trường. Chúng ta sẽ đi vào đây à. Đây, các bạn thấy đẹp không? Nó có cái gì nhang nhác giống chiếc FZ của Toyota, nhưng mà nó vương vức hơn, vẫn là một cái xu hướng thiết kế đèn tròn cổ điển, nhưng mà nó đã đậm chất hiện đại hơn khá là nhiều. Nắp cabo nó không trụ trông mà nó vuông cao. Đấy, cao, và cái mặt ca lăng các bạn có thể nhìn thấy đấy, nó cũng thẳng thành luôn, nó không bo bo như ngày xưa nữa, tạo một cái hình khối rất là mạnh mẽ và nam tính. Đó, các đường gân, đó, các bạn nhìn này, các đường gân điểm dọc từ đầu đến cuối khiến cho chiếc xe nó rất là đẹp, nó rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy là cái cột A này, cột A này nó mang hơi hướng đúng kiểu của FZ, nó không quá dựng như FZ, nhưng mà nó cũng không quá thoải, và chính cái thiết kế cột A này thì sẽ tăng cái tầm nhìn cho Land Cruiser mới. Theo tôi quan sát thì ở đây nó có cả ADAS rồi, ở trên chỗ gương kìa có cả ADAS rồi. Gương thì rất giống của FZ rồi, các bạn thấy chưa? Rất giống FZ rồi. Tôi đứng xa ra một tí để các bạn có thể xem được toàn cảnh trước sau của chiếc Land Cruiser này. Bộ lốp đi theo xe của Land Cruiser mới đó là lốp Toyo. Ở lốp này một lốp AT có. Đây, để tôi xem. 265 70 18. Đấy, lốp rất dày và nó là dòng AT cho nên phù hợp với đa địa hình. Bạn thấy chưa? Đây là đuôi xe này. Quá đẹp. Đó. Bây giờ còn nội thất, đây là một phân bản 5 chỗ thôi, không phải 7 chỗ các bạn nhá. Đấy, 5 chỗ thôi, không phải 7 chỗ. Và đặc biệt là cái nội thất của xe, các bạn có nhìn thấy, tôi để vào, bạn thấy chưa? Cái vô lăng của nó không phải hình tròn như bình thường, mà vô lăng hình rất giống xe của tương lai, hay là có nhác nhác giống kiểu của F1 ấy. Tôi cũng chưa biết là hai cái cần, những cái cần phanh ở chỗ vô lăng nó sẽ sử dụng bằng cái gì. Đấy, màn hình to này. Đấy, ở dưới này trông cái bệ trung tâm có đủ các cái hệ thống chuyển động. Đấy, nó cũng chưa biết cấu hình của xe này nó sẽ sử dụng động cơ bao nhiêu, nhưng mà rõ ràng quá đẹp luôn, đúng không? Không thể chê được. Tôi nghĩ rằng chiếc xe này cũng sẽ hot. Dù gì thì dù với fan của Toyota nói riêng, và những ai mà thích chơi bộ môn off-road việt dã, thì xe Land vẫn là xe Toyota vẫn là một cái gì đó rất đáng tin cậy. Xin chào các bạn, thì sáng nay tôi đã tiếp cận với xe này ở phía bên ngoài, nhưng mà bây giờ tôi lại được người ta mời lên phía trong, và tôi đang ngồi ở hàng hai ở phía trước, có một khách đang ngồi. Đây là chiếc Land Cruiser thế hệ mới, và đây là chiếc Prado các bạn. Bây giờ tôi sẽ tiến gần vào, tôi hiện ở hàng hai này, các bạn nhìn thấy này, nó có cửa gió, điều hòa nhiệt độ ở phía trang sau này, thì cửa gió cũng điều hòa nhiệt độ nó nằm ở trên cửa này. Nhưng mà cái phần mà chúng ta hay nói rằng cái nội thất của Toyota nó rất là nhàm chán thì còn nào nhầm nữa nhá, nó quá là đẹp luôn, đúng không? Đây là tổng thể này, tổng thể chúng tôi sẽ đi vào chi tiết nhé. Đấy, tổng thể này. Tất cả là màn hình kỹ thuật số hết. Và cái vô lăng này là vô lăng lái theo kiểu BYY này. BYY.
Trông vui không? Quá vui đúng không? Tôi cũng chưa biết là cái cần số kia nó, cái bóp phanh kia nó là cái gì. Và tôi tìm chi tiết nha các bạn nhé. Đây là hệ thống chuyển động này, 4H này, 4L này, khóa vi sai sau này. Đấy, trống trơn trượt khóa vi sai trung tâm có hết. Đấy, cần số bên bên kia, driver mode có luôn. Đấy, đây này, màn hình là khoảng 2.7 inch hai bên. Quá đẹp đúng không? Mọi người cứ bảo là xấu gì, là quá đẹp luôn đấy. Đấy, Toyota bây giờ nó làm đỉnh cao luôn. Rồi tôi sẽ đi ra ngoài, tôi sẽ đi vào chi tiết những cái. Đây, chi tiết nhá. Đèn hậu này, đèn cruiser, chữ đèn cruiser này. Đấy. Tôi sẽ đi một vòng nhá, vòng trước. Táp ly cửa này, cái táp ly cửa này thì mềm nhá, bọc da này, bọc da. Ở đây có thể chai nước được. Đấy. Đấy. Okay. Mở này. Đây là táp ly cửa trước. Ở đây có một cái có thể để một chai nước này. Vật liệu rất là cao cấp. Đẹp à? Quá đẹp luôn. Đóng cửa lại. Đây là phía đầu xe, hai đèn tròn, trông rất là cổ điển. Làm tí chui gầm nhỉ anh em nhỉ? Gầm kín thịt luôn. Em sẽ cầu sau nha, về đến cầu sau này. Cầu sau này. Cầu sau cầu cứng các bạn ạ. Cầu sau cầu cứng. Bồ rất to. Ống bồ to nhảy có đồng nghĩa với động cơ trang bị của nó là dung tích khá là lớn. Đó, các bạn thấy chưa? Quá đẹp luôn, đúng không?